Thưa quý vị và các bạn, thêm một bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, thị xã Mỹ Hào chiều hôm qua mùng 1 tháng 8. Điều đáng nói, bệnh nhân này đã không tuân thủ tự giác khai báo và cách ly y tế, chính quyền thì lơ là với công tác quản lý giám sát người về từ vùng có dịch. Bệnh nhân là Lê Thị Ca, quê ở thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khói Châu, là người buôn bán hoa ở thành phố Hà Nội về quê từ ngày 23 tháng 7. Lẽ ra phải khai báo y tế, thực hiện quy định 5K. Tuy không thực hiện quy định trên, nhưng ngày 25 tháng 7, chị Ca lại tiếp tục đi đến thôn Mỹ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tiếp xúc với bố mẹ đẻ và không đeo khẩu trang. Ngay 6 tháng 7, sau 3 ngày từ Hà Nội trở về, chị Ca mới đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Tân Dân. Tuy trạm y tế xã Tân Dân yêu cầu chị Ca thực hiện các quy định trong bản cam kết về việc phòng chống dịch với người về từ vùng đang có dịch, như phải ở nhà khi có triệu chứng ho sốt thì điện cho ban chỉ đạo xã. Về từ ngày 23, trường hợp này là đúng theo những quy định là mình hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Tôi cũng đã hướng dẫn và yêu cầu đối tượng là khi có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe cần phải báo ngay cho trạm y tế để trạm y tế hướng dẫn kịp thời. Đối tượng tự lên bệnh viện Phố Lối là test, không thấy đối tượng là báo cho cơ sở y tế trạm chúng tôi, chúng tôi cũng không nắm được. Đang là đối tượng phải cách ly tại nhà, ngày 28 tháng 7, chị Ca có triệu chứng sốt, đau đầu. Lẽ ra phải thông tin lại ban chỉ đạo phòng chống dịch xã. Tuy nhiên, chị Ca đã không chấp hành mà còn tự ý ra khỏi nơi cư trú, đến khám bệnh tại nhà bác sĩ Sơn ở cùng xã. Tiếp đó, đến ngày 1 tháng 8, chị Ca lại tự ý đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để khám bệnh. Tại đây, chị Ca được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh viện đã kịp thời phong tỏa, làm các biện pháp khử khuẩn cần thiết để phòng dịch. Đề nghị là các tuyến cơ sở thì quản lý bệnh nhân chặt chẽ hơn, làm sao mà tuân thủ đúng các cái hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế cũng như Ủy ban dân tỉnh. Do sự thiếu nghiêm túc, tự giác của bệnh nhân, cùng với sự thiếu cương quyết của cán bộ trạm y tế và chính quyền xã Tân Dân trong việc giám sát người về từ vùng có dịch, để chị Ca tự do đi lại, khám bệnh ở nhiều nơi, hậu quả 23 hộ dân khu nhà ở của chị Ca phải thực hiện phong tỏa, cùng với đó làm liên lụy đến thôn Mỹ Hạ, xã Yên Phú, với 36 F1 phải đi cách ly tập trung và 62 trường hợp F2 phải khai báo y tế và cách ly tại nhà. Theo nội dung thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh số 279 ngày 23 tháng 7 và công văn hỏa tốc số 1608 ngày 24 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch đã nêu rõ, việc kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định. Như vậy, để người về từ vùng dịch từ ngày 23 mà không biết đã là thiếu sâu sát, đến ngày 26 khi chị Ca đến khai báo nhưng vẫn không có biện pháp quản lý, kiểm soát theo dõi chặt chẽ, cho thấy địa phương còn lơ là, chưa thực sự nghiêm túc chặt chẽ trong phòng chống dịch.